chị cũng vậy. Ừ, ngon lắm. Rồi, bây giờ trước khi ăn để em nói lại cái bữa nay, tại hôm nay là sinh nhật mày trùng với cái ngày mà má bệnh nằm bệnh viện, nên mới xuất chuyện về đây, cho nên là có bó bông này của một người bán Sóc Trăng tặng, thì giờ cũng tặng lại cho má chút nha. Ừ. Rồi đang chúc hết bệnh về gỡ bông đi má. Cái bông, cái bình bông này. Rồi, bông này, bông này. Đây này, chúc ai cho em năm. Là ngày sinh nhật, nhưng mà bây giờ thì mình là ngày sinh nhật của mình cũng là ngày mẹ mình đẻ mình ra, cái này không có má nó có mình, nên là bình bông này là coi như là tặng má. Thấy không? Mà đừng khóc nghe, đừng xúc động khóc cho má ơi. Khóc gì? Rồi tiếp theo nữa chưa hết đâu. Bữa nay là rồi còn một cái người bạn bên Mỹ thì cũng nghe tin má bệnh nên cũng có gửi về $100 gửi cho tặng cho má để cho bỏ túi cho khỏe luôn, đừng bệnh nữa nha má. Khỏe luôn, không có bệnh nữa nha. Rồi cảm ơn. Thì cháu nào bên Mỹ tặng mây cảm ơn. Thì vậy đó, trước khi về cháu bữa nay thì xuất viện về vậy cho khỏe, là để cũng nhiều anh em là hỏi thăm cho má hết bệnh rồi chưa hoài đó. Thì bữa nay sẵn thì nói luôn, có ông anh hai ổng ở đằng bệnh viện ổng coi chừng má đừng nói chứ nghe mà được. Để thẳng. Thì cho nó thẳng. Thì có ông anh hai ở phụ với má, là bây giờ cái này là em lì xì cho anh hai nha, cho ông $100 nữa nè. Rồi. Rồi. Quay lại đi. Quay lại đi. Cái này là công là lại là giống như là cúc á, là phải không chạy tới chơi lưu bệnh viện được nhiều, cho nên có ông anh hai thì cái này là không phải gì là tặng đâu, có túi cho ổng thôi biết hơn. Đi uống nghe với anh hai bệnh hoài. Còn cái này thì không phải tiền đô đó nha, cái này là em tặng này là à, chị Năm với chị Sáu nha, nhưng mà em biết hai tấm này là đã trúng rồi, nhưng mà mấy ngày nha, từ cái hai con đầu tới sáu con đuôi là có trúng rồi đó, nhưng mà trúng cái nào lấy cái nấy, không phải là không đâu nha, nhưng mà đã trúng rồi. Nhưng mà em mua đi chợ mua đồ sinh nhật á, xong mua được hai vé nhưng mà trúng rồi thì không biết trúng gì, nhưng mà tặng cho Năm nữa, bà về bà coi nha. Ừ, trời ơi, bị tặng ngay số này rồi tao phái luôn nè. Vậy hả? Đây nè, không là em biết là hai tấm này là lại tại vậy hả? Sao mà biết hay vậy? Vô đầu chứ là lại đầu 12. Em mới chờ biết nó đã trúng rồi đó thì tặng lại lấy hơn. Biết đâu bệnh này bà lấy ra bà nhiều tỷ sao? Em có hai tờ mà để em không có biết đường dò, em không có đường đi mua nữa. Đầu nha. Mà nhiều ngày thôi chị, trước khi sinh nhật tới giờ đó mà không có lỗi gì hết. Thì bây giờ mời ăn cháo đi. Rồi. Rồi. Đây rồi. Ha, ăn đi. Rồi bây giờ là vui vẻ đi. Rồi trước nhất lỗ cảm ơn anh em ở bên nước ngoài nha. Được vui vẻ, khỏe mạnh. Còn Út thì bây giờ cũng khỏe rồi, nhưng cũng chưa bẻ khỏe hẳn là cũng được 80%. Còn cả em cháu bên Việt Nam cũng là cảm ơn nhiều lắm, cũng bên đây cũng cho. Là nhiều người hỏi thăm với lắm, nhiều người cũng gửi lại hỏi thăm với lại chúc mừng với đủ thứ hết trơn, thì sẵn bữa nay về làm cái clip này luôn để cảm ơn ngày bà má bà xanh cút ra đó nha. Thôi bây giờ sẵn cái ngày này bà cũng muốn cút quay chồng lên để kể nghe câu chuyện năm nay. Bà chồng em kể câu chuyện nghe năm, bà đừng nói la em nghe mà nói bà mà em chở cho là bà nói nặng quá chỗ kỳ góc sáu bà lộn hộ em phải không? Đó, đúng rồi, để kể câu chuyện này nha. Ông hai, cười bắt đầu cười. Để nghe cái này liên quan. Rồi bây giờ anh cháu mời cả nhà anh cháu nè. Rồi. Cái đó anh hai được xếp nghe, xếp nó nhăn là trừ đó. Cũng xếp nữa, nếu nó nhăn là cũng chục. Đừng để ngay như tiện, ngay cũng xếp lại. Nếu nó nhăn là nó trừ, nếu nó đủ là nó trừ. Hai màu cũng trừ luôn, 20 và 40. Làm này nè, càng ngày nó càng ăn ngon nha. Ủa cái keo còn không? Cái keo còn anh bỏ ra đó chị. Bỏ chung vô luôn hả? Ừ. Chồng chị có ăn cơm không nè? Ra đó trời ơi, nó nhỏ nó quay đi luôn đó. Quay giấc nha, cho nó vui. Ngon lắm, càng lâu cái ăn ngon nha. Ở nhà bữa nay má cô Cúc xuất chuyện về nhà của Cúc, nên là cũng vui, nên có làm cái nồi cháo dịch xiêm mời cả nhà ăn ha. Ông anh, bà chị, bà Năm, bà Sáu. Có nhiều á, chơi làm bài á. Có nhiều á. Có muốn gì cái chị Năm, chị Sáu uống cái là rồi đó, sát bên đây à. Bữa nay bà má bà tươi nè, tươi tỉnh rồi nè. Bữa nay là coi như là khỏe đó. Má ơn Cúc ở đây có mấy chè mà, có gì hú chị cái là có liền à. Ăn quá. Rồi, ăn cháo thịt thêm rồi, các bạn mình ăn nè.
ăn gặp vậy ba chấm nhân ơi, lên ăn cháo nè con ơi. Ăn mì kia ăn mà. Chụp một bức hình của Diệp rồi xong. Chụp ba. Chụp bức hình của Diệp rồi bắt đầu mình ăn ăn coi. Đi đi đi. Mặt mày xấu ơi, 5 2. Chụp đẹp nha con, đây đẹp không mà. Có gì đâu, chụp hình nóng ngắn. Nhìn đây, nhìn đây. Hai nữa rồi, hai nữa rồi. Hai nữa. Má hai nữa. Ừ. Ông hai không hai, nhưng ông hai nhạc đầu không hai hả? Ông hai rồi. Hai. Ba luôn. Hai. Ok. Con chạm đầu hả? Hai. Con chạm đầu hả? Hai mạnh dữ. Hai mạnh hơi súng. Cưng của ba nè, con gái thứ 8 là gái cưng của ba nè, có chị 6 là chị 6 là con gái cháu cưng của ba nè, rồi anh hai là anh hai con trai trưởng của ba là anh trai cưng nè, đây còn cái này là cục quàng của ba nè, là má con. Ba ơi mà ba người đi rồi vô cục quàng của ba đây, má đứt lạnh đứng vô đi ba. Mời 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 mấy người, chị Năm dạ. Em mời. Một ngày ra mốt ta xuất viện luôn. Một ngày má xuất viện. Bà uống nước lạnh chứ uống bia, bệnh đủ uống bia gì. Thì có rồi, ngồi lại vui rồi. Sao mà bà hẳn quá. Mấy bà nghe lâu lắm. Bà lại bia nha. Trời ơi. Nhiều có bà già nó nằm kế bên má bà rất vui luôn. Bà vui. Nó cười cả khăn. Có rồi đó. Có rồi đó vui. Nằm mà kế này vui á, cũng khỏe đã đỡ. Bà nói nó tôi nhậu lắm á. Nó nhậu lắm á, bây giờ cũng thèm nhậu hai lon, cũng hai lon. Rồi con đưa con, chở nói cho ba được. Rồi con đi ăn cái gì bây giờ đi học bài không?